Tại tầng 1 đối diện với lại phòng triển lãm các pho tượng cổ vờ của Bồ Tát Quan Âm. Bên đây có một cái cầu thang, và cầu thang này mình đi xuống tầng hầm. Nơi đây là khu vực của vườn Vô Ngã và năm trụ kinh Bát Nhã. Con đi ngõ nào xuống? Đây xuống ạ. Đúng. Bây giờ mình đi xuống đi tham quan ở đây. Tham quan này tham quan Bát Nhã Tâm Kinh với lại tham quan cả vô. Có liêu có cột cột có nước có không luôn. Chỗ này mình đi đi mình không có biết gì mà không liêu. Và đây quý vị ơi, mình đến khu vực của trụ kinh Bát Nhã. Cụm cột Bát Nhã Tâm Kinh là một trong những công trình Phật giáo vĩ đại của Việt Nam tại đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh. Tổng cộng, cụm cột này gồm có 5 trụ kinh được chế tác từ đá granite đen kim sa, với mỗi trụ mang những chi tiết tinh xảo và tỉ mỉ. Điều tạo nên sự ấn tượng đặc biệt là việc khắc tượng Tâm Kinh Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng trên các trụ cột và để mạ vàng óng ánh. Trụ kinh lớn nhất có đường kính lên đến 2 mét và cao tới 19,8 mét. Có phần đỉnh cột vươn lên trên quảng trời săn mây là quảng trường phía trước dưới chân của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Trụ kinh này vô cùng đặc biệt và ấn tượng với sự kỳ công của những người thợ đá. Một điểm đáng chú ý là đế trụ cột kinh được bắt đầu từ khu giảng pháp đường dưới lòng đất. Nơi này không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn được coi là khu vực linh thiêng và trang nghiêm, nơi thường diễn ra các hoạt động tôn giáo và tâm linh. Kinh Tâm Kinh Bát Nhã thường được khắc trên vòng tay, dây chuyền hay đọc trong các nghi lễ Phật giáo và cũng là một phần quan trọng của thiền định và hành trình tu học của người theo đạo Phật. Kinh này dạy rằng chúng ta nên có tình thương và lòng nhân ái đối với tất cả các loài sống, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc địa vị xã hội. Tinh thần của Tâm Kinh Bát Nhã được thể hiện qua những từ ngữ như cầu mong mọi loài sống vui vẻ, cầu mong tất cả chúng sanh không phải gặp khó khăn, sống yên ổn và an lành. Tại núi Bà Đen, cụm cột Bát Nhã Tâm Kinh không chỉ đơn thuần là một tượng điêu khắc nghệ thuật mà còn mang trong mình sứ mệnh tâm linh. Việc khắc lên 50 cột những lời kinh Bát Nhã là một sự tôn vinh và thể hiện lòng kính trọng đối với tôn thần và đạo Phật. Đây cũng là nơi mà những người thực hành đạo Phật và những người tìm kiếm sự tĩnh tâm có thể đến để tìm sự yên bình và cân bằng trong cuộc sống. Ở đây có một cánh cửa, hai cánh cửa quý vị. Hai cánh cửa này mình sẽ đi ra một cái nơi đó là vườn Vô Ngã, nhưng mà hôm nay là đó nè, hôm nay sương mù quá nhiều, Sara ra đây là Sara không thâu hình được cho quý vị nhìn thấy cảnh đẹp của vườn Vô Ngã rồi. Tại đây có quý vị chính là vườn Vô Ngã ở trên đỉnh núi Bà Đen quý vị nhé. Đây là một khu vườn người ta cũng vừa mới hoàn thành trong thời gian gần đây thôi, cho nên là Sara sẽ đưa quý vị đi tham quan một vòng. Ở trên đây thật sự là mình nhìn ở bên ngoài đó quý vị, y như là tiên cảnh gì đó, đẹp vô cùng đẹp. Người ta có những cái nơi mà để mà cho du khách chụp ảnh
rất đẹp luôn. Con đường đá sỏi. Đi ra đây đi. Để Sala kêu cái này chụp ảnh được nè. Sao đóng cửa đây rồi? Rồi sao đi vô? Đường nào chị? À vô được ha. Quý vị có thể nhìn đằng sau lưng Sala quý vị nhé. Đẹp vô cùng đẹp luôn nè. Đây, đây có một cái người ta hình thành ở đây là một cái vầng trăng rất là đẹp, nửa vầng trăng. Ướt quá nhiều, ướt quá. Ừ. Thôi, mang vậy là đúng vô xin bây giờ phải nhờ anh Bảo là che cái dù cho Sala quý vị nhé. Đây là nửa vầng trăng. Ừ. Mình đi ra đây thì như y như là cái khung cảnh trên trời vậy đó. Tại vì mây sương mù đó nó mờ rất là đẹp quý vị ạ. Ủa đứng chụp hình phía dưới đó. Ừ. Đây phải nói là những cái background, những cái khung nền đó quý vị, những cái phông nền tự nhiên ở bên ngoài như thế này. Và để cho du khách lên đây có nơi để chụp ảnh đúng là xuất sắc. Và thậm chí là nếu mà trời không có sương mù thì mình sẽ nhìn thấy một cái không gian cái toàn bộ nó đẹp hơn rất là nhiều quý vị ạ. Mặc dù là sương mù như thế này nhưng mà Sala vẫn cảm nhận được một cái nét đẹp. Coi như là giống như là từ trước đến giờ mình mới nhìn thấy á. Ừ, có thể sau này người ta hoàn thành rồi là tuyệt vời lắm. Ở đây giống như là một cái mặt trăng ở trên đỉnh núi. Ừ? Có ai chạy không? Ủa có chạy xe luôn hả? Chắc là tao bở đèn nên tao thấy á. Hay là thôi trên đây tao quen rồi. Vào một dịp nào đó mà Sala lên đây không phải mùa mưa bão thì khi mà mình đi tham quan núi Bà Đen đó quý vị, trong một năm là từ tháng 11 cho đến là tầm tháng 5 á, là thời gian rất là đẹp nhất. Lúc đó là toàn bộ là cảnh quan rất là sáng sủa, ít có mây mù. Còn thời gian bắt đầu từ cái tháng mưa này thì mây mù nhiều lắm. Ở đây người ta còn làm cái con đường hoa đẹp lắm nè, người ta làm cái khung nè. Anh nghĩ Tết thì đông lắm. Tết tao đi nghẹt luôn á. Dự đoán là có thể là Tết năm 2024 á. Ừ. Ừ. Nè, đường đang nằm như thế nè, đẹp quá. Đúng rồi. Đi lên đây ha. Ừ, mình đi lên đi để nhờ cái nhóm hành hương đợi mình. Ở đây người ta làm những cái con đường, người ta đổ đá sỏi như thế này. Đi nó tạo cảm giác đó ha. Êm chân, dễ đi. Đúng rồi. Sỏi này giống như sỏi ở bãi đá bảy màu á, ở ngoài cổ thạch á. Ở đây mình đi tiếp con đường này nè. Anh Bảo vòng về sớm quá, đi vòng qua đây rồi về anh Bảo.
Có thể là tranh thủ dịp Tết này Sala sẽ trở về Bà Đen để hòa nhịp vào cái không khí vui xuân ở tại đây. Và thâu chỗ vì nhìn thấy cái khung cảnh lúc này. Lúc này chắc người ta cũng hoàn thiện nhiều lắm. Quý vị ơi, hiện tại Sala đang ngồi ở một cái hoạt cảnh rất là đẹp. Một cái nơi mà người ta dựng ở đây để mà cho du khách chụp ảnh, thú vị. Và kế bên của Sala lúc này là một thành viên mới trong đoàn hành hương, cũng như là trong nhóm hành hương mà từ trước đến nay là chưa bao giờ có mặt. Hôm nay mới xuất hiện. Đó chính là cô có thể giới thiệu với khán giả cô tên gì và cô ở đâu không cô ạ? Chào khán giả của Sala. Các giờ cô từ thành phố Hồ Chí Minh xuống, cô đến đây hình như là Tây Ninh này cô đi 4 lần. Mà một lần đầu tiên là hồi đó là hai mấy tuổi cô đi một lần là chưa có đứa cáp đi. Sau đó cô đi được một lần nữa là hai lần không có cáp. Lần nữa cô đi được có cáp, kỳ này cô lên tính đỉnh này rất là đẹp, ok. Cô rất là thích. Cũng mời quý vị của khán giả của bên Sala đến đây là tham quan. Là đẹp lắm, nhiều cái cảnh rất đẹp, thật là đẹp. Cảm ơn cô Mai đã chia sẻ cái những cái cảm xúc cũng như là những cái cảm nghĩ của mình khi đến lại khu du lịch Bà Đen Tây Ninh. Ngoài ra khi cô đến đây để mà cô lên đỉnh để tham quan cảnh đẹp trên này, thì cô đến Bà Đen cô còn đến đâu nữa không cô? Cô đến đỉnh Bà Đen, rồi cô đến lên đỉnh mẹ cao trên là tượng của Phật Bà Tây Bộ Đà Sơn. Trước khi cô đến tượng Phật Bà Tây Bộ Đà Sơn, cô đi đâu? Rồi cô vô tham quan trên các tỉnh, trên mẹ. Cô có ghé chùa Bà Đen không? Có. Có vào lại lên sơn thánh mẫu không? Lại trước khi mình đến đó mình lại lên sơn thánh mẫu trước. Rồi thành đó mình đi vòng vòng đó, mình đi tham quan rồi mình lên đỉnh, mình đi cáp thêm mình lên đỉnh nữa. Hình như là cáp bữa nay nào nó hạ đó con. Hạ giá từ trước cô đi là 550, bữa nay là nó hạ 300 mấy, đi 360 cũng là 350, nhưng mà 10.000 vô cửa, 10.000 vô cửa nữa là 360.000 một người. Vừa tiền cọc nè, rồi vừa tiền cáp đó quý vị. Hôm nay thì chắc là cô Mai cũng rất là vui là được đi chung với lại một nhóm hành hương. Đúng. Đó là những người trong nhà của Sala, cũng là hàng xóm của cô. Đúng. Rồi được đi đến Bà Đen, rồi được trong cái lúc mà Bà Đen đang giảm giá nữa. Đúng không? Nhưng mà hôm nay cô thấy là cái cảnh bị sương mù như thế này, cô thấy tiếc không? Tiếc, rất tiếc chứ. Mà cô thấy vô đây là nếu sau này mà xong xuôi vài bữa nữa, và tháng sau hoặc là 2 tháng rồi mình đi rất là đẹp đó con. Tại bây giờ nó sương mù, mình đi rất là cũng sương mù mà cũng gần nhìn thấy Phật Bà đầy đủ, nhưng mà rất đẹp, nhưng mà chưa thấy Phật mẹ trên cao, tại là sương mù đó không có thấy được, cũng tí tiếc cái đó thôi. Cảm ơn cô Mai đã chia sẻ cho Sala cũng như là khán giả những cái cảm nghĩ, những cái cảm xúc rất là chân thật khi đến đỉnh núi Bà Đen, khu du lịch Bà Đen trong năm nay, cô Mai nhé. Rồi trước khi chia tay với khán giả của Sala TV, cô Mai có đôi lời nào chúc, gửi lời chúc đến khán giả không ạ? Chúc khán giả của bên Sala TV mình hãy nhìn chút thời gian. Tính cái Tây Ninh này rất là đẹp, mình đi vừa thăm mẹ Bà Đen rồi mình lên nữa, lên đỉnh nữa, lên mẹ nữa là mình rất cái không cảnh đẹp lắm. Mà sau lưng bây giờ người ta đang làm những phong cảnh rất là đẹp nữa, mà như là đang khai trương đó con, chắc sẽ gần tới cô sẽ đi nữa. Tại trên này rất là đẹp mà, cô thấy là đẹp đẹp lắm, thấy không? Chầm bông hoa là mấy tượng hình này, cũng như cái mặt trăng này nè đó. Dạ. Đó là mình ngồi đây là rất cũng chưa nhiều người khán giả chưa đến đây chỗ này nha con. Dạ dạ dạ. Thấy không? Dạ, hy vọng là Sala cũng hy vọng là trong những cái chuyến đi Bà Đen sắp tới, và Sala đi với lại nhà của Sala đó quý vị, thì có sự đồng hành của cô Mai này ha. Mình cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô luôn khỏe, luôn bình an và vạn sự may mắn. Cô cũng chúc bạn khán giả của con được có dịp đến đây, đến với chùa Bà Đen, may mắn mình coi tham quan rất là nhiều. Cô cũng cảm ơn con ha. Và cô cháu mình sau này sẽ gặp lại nữa.